cứ ơi đem cái này làm làm cái gì? Cứ ơi đem làm này không? Kẹp đây là quần áo, tập đây là nước với sữa với đồ chơi. Con lộn xộn quá, giỏi quá trời, học ngoan quá trời. Đó, đó ai kìa, chào thầy, xin chào thầy. Ô anh Huy có phải hôm nay có quan Huy nữa con không? Xin chào cô đi. Morning teacher. Vô đi con. Vô luôn đi. Morning teacher đi. Cô Hòa kìa. Cô Hòa ơi, Hương kêu kìa. Con vô đi. Đèn cái đèn. Trời cái ba lô đeo đẹp quá ta. Đi Hương vô đây nè. Hương vô đi, Hương vô con Hòa mở cho Hương. Đi, mình vô đây mình. Trời ơi, hôm nay cái body đẹp không? À, sáng ơi bạn ha. Cô bà mở vậy hả? Đâu ai tặng cặp này cho Hưng, Hưng nói cô Hưng nghe coi. Đeo là kindness. Chưa ngủ chưa có Hương hả? Hương đang về nhà hả? Chỗ này là hầm. Mẹ ơi giúp con với. Ok. Thank you.